À, xin chào tất cả mọi người và bà con nhé. À, hôm nay thì mình vừa mới xin được một cái cành đào của một cái anh bạn mà anh ấy vừa chơi Tết xong nhưng mà anh đã vất rồi. Cái này thì anh ấy đã mua với giá 1.700.000 nhé. Mình thấy cái thể cây của nó khá là đẹp. Nên là hôm nay thì mình sẽ quyết định là mình sẽ hồi sinh cái cây đào này lại. Đây mọi người nhé, kia cành đào này này. Đây, người ta cưa gốc như thế này này. Đấy. Cây cũng đã bị sâu thân rồi đấy. Tuy nhiên mình thấy là cái chồi của nó vẫn đang còn tươi này. Và trên này còn có một số quả nữa. Đấy, hôm nay thì mình sẽ hồi sinh cái cành đào này lại nhé. Đấy, như mọi người thấy ở bên này cũng là một cái cành đào chơi Tết của nhà mình. Thì sau khi dâm cành được 14 ngày thì nó đã bắt đầu lên chồi như thế này này. Đấy. Mô xèo bây giờ rất là đẹp rồi. Đấy, hôm nay thì mình lại tiếp tục mình sẽ hồi sinh lại cái cây này. Về cái cách mà để mình hồi sinh lại cái cây này thì mình sẽ phải đầu tiên là mình sẽ cắt cắt để mình xử lý cái mình kiểm tra gốc xem nhé. Đấy, kiểm tra gốc xem là nó còn có thể là dùng được hay không, xem cây nó có bị gì hỏng như thế nào không. Đấy, sau khi mà kiểm tra xong rồi thì mình sẽ xử lý, mình bôi keo lên sẹo nhé. Đầu tiên là mình sẽ phải cắt ở cái gốc này. Mọi người biết này, cây này thì bây giờ nó rất là như thế này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần gốc của nó là ở đây này. Mình sẽ cắt xem cái khu vực này là cái nó khô tới mức nào nhé. Mình thấy cái u này đang còn đẹp ở đây, mình sẽ giữ cái u này, mình sẽ cắt một đoạn ở đây xem nó có bị hỏng cái gì không. Mọi người nhé. Đấy. Bây giờ là mình sẽ cắt. Mình cảm giác là cái mù này nó cũng hơi hơi không ổn một chút đâu. Cái chỗ này là không được mọi người nhé, nó đã bị úng nước rồi. Mình sẽ phải bỏ vào khu vực này, mình sẽ cắt cao lên. Dựa vào đây thì mình thấy khả năng là khi mà dập cành thì chủ họ đang ngâm nước rất là cao, mình sẽ cắt, cố tình mình cắt cao lên một chút nha. Ở phía trên này thì cái mùn nó tươi hơn mọi người nhé, tức là cái cành nó không còn sự sống thì nó sẽ tươi hơn. Đấy, mình sẽ cắt lên đây xem thế nào. Cà cà ơi, mình đang nó sủa, mình sẽ cắt cao lên. Đấy, cái cây của nó khá là lớn cho nên là mình phải chia nó thành nhiều vòng cắt khác nhau nhé.
Cái cây này thì mình thấy đấy, người ta cũng ngâm nước và nó cũng đã, ở đây nó có một số vỏ ở đây nó đang bắt đầu bị hỏng mọi người này. Đấy, nó đen như thế này này, nó dấu hiệu cái vỏ nó úng, nó ngập lâu. Còn một số đấy nó sẽ sống này. Đấy. Tất nhiên là đấy là giờ cái tỷ lệ của nó là 50-50 thôi mọi người nhìn vào đấy nhé. Đấy, thấy cái khu vực này chứ, nó xâm lấn ở đây. Đấy, còn ở đây là nó đang tao xéo này. Nhưng mà bây giờ, hôm nay mình sẽ hồi sinh nó lại xem có được hay không mọi người nhé. Ở đây thì cái này thì mình không muốn cắt lên nữa. Cắt lên thì gần như nó phá cái thế của cái đao kia. Đấy, cho nên là mình sẽ để như vậy. Nhưng mà mình sẽ ngâm cái rễ, sau đó là mình xử lý, bôi keo lên sẹo cũng như là sẽ ướm ra. Đấy, mình sẽ thử hồi sinh xem thế nào. Đấy mọi người này, đấy nó nguyên bản là nói thế này, bên này thì có một số cái giá thì nó cũng khá là đẹp, nhưng mà khi trồng thì thường thì giá chủ họ sẽ làm rất là cao, nếu mà mình để thế này thì nó cũng uổng. Nhưng mà thôi, cái này để chắc chắn đi là mình sẽ cắt tới đây luôn mọi người nhé. Mình sẽ bỏ cái gốc này. Bây giờ nếu mà mình lấy ở đấy thì nó cũng khó. Đấy, mình thấy ở trên này thì đang khá là ổn. Dưới này thì mình thấy nó không không được ổn lắm. Cắt thêm một đoạn nữa để mọi người nhé, mình sẽ cắt tới đây luôn. Tại đây là mình thấy nó ổn hơn nhiều nhé. Cái này thì ở đây thì nó vẫn còn sự sống mọi người này. Đây này. Đấy này, ở bên này này. Cái góc này. Còn mọi người thấy cho một số nó vẫn bị hỏng đấy. Nhưng mà mình sẽ giữ tầm này thôi. Bây giờ là mình sẽ phá cái rễ. Mình phá cái rễ và mình ngâm. Đây mọi người. Đây là cái rễ mình đang dùng. Thực ra thì loại nào cũng được. Nhưng đây là siêu ra rễ cực mới này. Nó có chữ USA ở trên này. Mình sẽ ngâm nó khoảng 15 phút. Đấy, như vậy nhá. Đấy. Nó để mình hòa tan nó ra là được. Và mình sẽ ngâm cây trong khoảng 15 phút. Mình sẽ ngâm cái canh này trong vòng 15 phút mọi người nhé. Đây mọi người thấy là cái nước, cái rễ nó đã hòa tan rồi. Mình sẽ ngâm nó khoảng 15 phút. Đấy. Và trong cái quá trình ngâm thì bây giờ là mình sẽ chọn bấm một canh. Ở đây là toàn bộ những cái canh này là mình đều sẽ giữ lại hết mọi người nhé. Đều giữ lại hết. Nhưng mà lát nữa mình sẽ bấm một canh ở trên này. Để mình làm dấu. Làm dấu là thế nào? Tức là mình sẽ bôi keo lên sẹo đấy và mình sẽ theo dõi xem
cây nó có ra sẹo như cái cây bên này không. Nếu mà cây nó ra sẹo tức là cái quá trình hấp thu dinh dưỡng cũng như nuôi cây của nó đang là tốt mọi người nhé. Để trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày nó ra mỗi sẹo thế này thì cây là đang ok, đang ổn. Đấy, mọi người thấy là cái cây này thì sau 14 ngày thì bây giờ nó cũng đang rất là ổn luôn. Đấy, các mô sẹo bây giờ nó chuyển màu xanh này. Tức là cái nguồn dinh dưỡng nó càng ngày càng nhiều thôi. Nó đang đấy, chuyển màu xanh như này. Bên này trôi nó đang chuẩn bị bật ra đây nhé. À, khả năng ngày kia là sẽ xuất hiện nắng ấm thì nó sẽ bật bật trôi. Đấy. Còn mình phải cố định như thế này mọi người này. Mình dưới này nó mình đã cố định như thế này. Và thậm chí có một cái cánh cố định nó cũng đã ra mô sẹo đấy. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bấm một cái đầu canh. Sau khi mà bấm cái đầu canh xong thì mình lại sẽ bôi cái kéo lên sẹo lên cái đầu canh đấy để mình đánh dấu nhé. Đấy. Để mình đánh dấu mình theo dõi. Đấy. Cành bên kia thì mình đã xử lý rồi. Đấy. Mình sẽ tròn cái cành ở vị trí cao thế này một chút. Đây, ok. Trong quá trình mà chúng ta chờ ngâm thế này thì mình sẽ xử lý kéo lên sẹo, mình sẽ bôi. Đây, mọi người thấy này. Đấy. Cái vết đấy là vết cắt này. Bây giờ mình sẽ bôi kéo lên sẹo lên cái đấy. Vết mà mình đã cắt đấy. Đây mọi người nhé. Đấy. Lát nữa mình sẽ cố định cái cành này. Đấy là khi cái anh bàn ấy, anh ấy dùng xong thì anh ấy vứt ra ngoài bờ rào. Hôm nay thì mình vô tình mình thấy cho nên mình đã xin đưa cái này. Lát nữa mình sẽ cố định lại cái này để nếu mà nó sống thì nó sau này nó sẽ liên xeo lại. Nó không bị xấu cành. Đấy. Lát nữa mình sẽ bôi một ít kéo liên xeo ở đây. Còn ở đây thì trong khi chờ cái cây này nó hấp thu thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái đất đây mọi người nhé. Đây là cái đất mà mình đã chuẩn bị. Tất nhiên là do cái đất của mình dùng lần này nó là cái đất pha cát. Nhưng mà nó là có một chút đất sét, nó sẽ hơi dính. Và để tránh tình trạng là nó sẽ bị cố đặc và kết dính với nhau, làm cho rễ nó khó ra thì mình đã rải thêm một chút trấu cháy thôi. Mình rải một chút thôi để nó tạo nó độ xốp nhất định để cho đất nó có cái khoảng hở để nó có thể ra rễ được. Đấy. Còn bên này thì mình không nói nữa. Bên này cây này thì khoảng 2 hôm mình lại tưới nước một lần. Thì tùy vào cái độ hấp thu của cây mà mình sẽ tưới nhiều hay ít. Đấy. Nhưng mà ban đầu là mình sẽ chỉ tưới đủ ẩm cho nó thôi. Mình không dám tưới quá nhiều. Tưới quá nhiều thì cái nó có thể là dư nước và cây nó sẽ hỏng. Đấy. Còn đây là cái vết sẹo này. Đấy. Trôi nó đang chuẩn bị búng đấy. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ xử lý cái kéo liên sẹo vào cái vị trí vết thương này, này. Đấy. Đấy mọi người nhé.
Bây giờ thì mình sẽ bôi keo lên xeo này đấy. Đấy. Mình bôi hai phía này. Rồi một chút ở đây thôi. Keo, cái keo này thì nó có tác dụng liền liền da, tạo mô sẹo. Nó cũng kích thích cho sự ra rễ. Cho nên là mình sẽ để thế này. Thông thường thì cây mà sau khi bị thương thì bôi cái này thì nó sẽ nhuyễn lên da nhanh hơn. Đấy, đặc biệt là những cái đầu cành như này. Đấy. Sau đó là bây giờ mình sẽ cố định bằng cái dây này mọi người nhé. Này, bằng cái dây này này. Mình sẽ siết cố định lại để cho cái vết thương này nó sát với nhau. Đấy. Sát như thế này. Đây này. Cái rễ thì mọi người không nên phá quá đậm đặc đâu nhé. Đấy, mình cứ để thế này và nó chỉ cần lút cái phần rễ như vậy. Và cây này, bây giờ là trong quá trình mình ngâm thế này thì nó vẫn đang rút. Tại vì khi mà mọi người bỏ ra thì nó giống như mọi người cứ tưởng tượng là cái cây từng này chậu nước thôi. Nhưng mọi người để sang ngày hôm sau thì cái chậu này nó chỉ còn một nửa thôi. Đấy, cái cây này nó sẽ rút nước lên để nó nuôi. Nhưng mà để nó rút nước nhưng mà chỉ vừa đủ là được mọi người nhé. Còn mọi người mà ngâm quá lâu ấy thì nó có thể bị thổi vỏ. Đấy, đó là cái rễ nó đậm đặc quá, nó dư dinh dưỡng. Thì nó sẽ trả lại gốc. Trả lại gốc và có thể là dễ gây thối nếu mà cái lượng nó dư quá nhiều. Đấy. Cho nên là mọi người cũng không phải là chúng ta dùng nhiều cái rễ là tốt. Mọi người nhé, không phải là dùng nhiều cái rễ là tốt đâu. Đấy. Cái rễ thì mình chỉ cần cái lượng nó vừa đủ là được. Ở đấy là mọi người biết là những cái đoạn này sushi rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà mình lấy ở phía dưới này thì tại vì cái phần vỏ của nó là cái phần vỏ ngoài của nó thì nó đã chết nhiều rồi do quá trình mình trong tết ấy, mình bỏ trong cái chậu nước hoặc là trong cái giá thể nhưng mà mình tưới nhiều nước để mục đích nó nuôi sống cái cành này và nó ù một thời gian đấy, thì nó sẽ gây úng đấy, do là nằm ở cái mức nước thường xuyên là nó đầy mà đấy, nhiều nhà là khi mà ươm thì mọi người bỏ trong những cái chậu lớn ấy, sau đổ đầy nước lên. Đấy, đổ đầy nước lên thế này thì nước ngập tới đâu đi thời gian lâu thì nó sẽ gây úng vỏ như thế này. Đấy. Nên là hôm nay thì mình phải cắt, mặc dù là cũng khá là tiếc nhưng mà mình bắt buộc là phải cắt ngắn bớt nhé. Đấy. Còn để nếu mà để nữa thì nó có thể là sẽ hỏng cái phần này và nó hỏng luôn cái cây này. Đợt này thì mình sẽ để nguyên quả thế này và mình sẽ chấm dần. Hy vọng là nó sẽ tạo ra mô sẹo sớm để kích thích ra rễ và nó có thể nuôi được những cái quả này. Tất nhiên là việc nuôi những cái quả này nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ thử để như thế này xem mọi người nhé. Nếu mà trong quá trình theo dõi mà nó suy yếu thì mình có thể là mình sẽ phải ngắt sớm để ưu tiên nó dồn sang nuôi lá. Đấy. Còn đây bây giờ là cái giai đoạn này là vừa nuôi quả, vừa nuôi lá và vừa nuôi thân. Đấy. Rất là khó. Khó nhưng mà mình sẽ cố gắng để mình khôi phục cái cây này. Đấy. Trong cái thời gian mà chờ cho cái rễ nó ngấm một chút thì lát nữa mình sẽ xử lý ra giả thể. Đấy. Còn hôm nay thì mình sẽ tạm thời là mình sẽ chờ một chút ở đây đã, cho nó hút thêm một chút dinh dưỡng nữa. Sau khi mà ngâm xong, mình trồng xong vào cái chậu kia, cố định chắc chắn thôi. Cây này thì mình sẽ không quẩn vỏ như bình thường mà mình sẽ để trong cái môi trường bóng mát, râm mát thế này. Và hôm nay gió đang có cái gió mùa, thời tiết nó cũng chỉ khoảng tầm 14-15 độ.
đang thích hợp để ươm cái này, thì mình sẽ tận dụng trong một thời gian khoảng vài ngày đầu mà nó đang mát trời thế này để giúp cây này nó hồi sinh xem thế nào nhé. Đấy. Còn trước khi mà quay lại để mình làm giả thể thì mình sẽ đi xem lại những cái cây đào mà hôm trước mình đã cho ra chậu rồi. Thì hôm trước mình đã cho ra chậu được 3 cây. Đấy, 3 cây. Đây, hôm nay thì trời bắt đầu có ánh sáng này. Hôm trước là ra 4 cây mọi người nhá, nhưng một cây nó bị đứt rễ này. Và hiện tại thì đang còn 3 cây đây. Đấy, mình thấy đi bắt đầu những cái lá ở trên những cái khe lá này mọi người thấy nhá, cái màu của nó hơi bắt đầu xanh 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 hơn một chút đấy, tức là nó đến giai đoạn bây giờ nó bắt đầu cái rễ của nó mới ổn định ở trong cái chậu này này. Đấy, mọi người thấy chưa? Cái màu lá nó bắt đầu chuyển, nó để nó tiếp tục nó sẽ ra lá non tiếp rồi này. Đấy, màu lá này này, mọi người thấy chưa? Bên này nó có một cái lá nhỏ ở đâu đâu ấy, mọi người thấy chưa? Bắt đầu ra lá non đầu tiên này. Đấy. Khi mà cái ngọn của nó hơi lá hơi trong như vậy là nó đã bắt đầu nó sống rồi. Đấy, nó đang ra rễ thêm và nó sẽ ra, nó ra thêm lá thì rễ nó sẽ ra thêm mọi người nhé, ra thêm lá thì rễ ra thêm. Đấy, bên này cũng thế, có những cái lá nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu hình thành rồi. Đấy, lá bé bé đâu ngon đấy, rễ nó đang ra thì lá nó sẽ ra. Đấy, mọi người cứ nhớ cái điều đó là được. Đấy, còn đây là cái vườn sung Mỹ của nhà mình nhé. Ở mình thì chuyên cung cấp các cái giống sung Mỹ quả ngọt. Tức là sung Mỹ thì nói chung là tất cả các loại sung Mỹ thì quả đều ngọt hết mọi người nhé. Đấy, sung Mỹ thì quả đều ngọt hết. Đây, mình để ở trong cái cành đào dầm ở trong này thì cũng khá là ổn luôn. Thì việc tiếp theo thì mọi người sẽ chờ trong chốc lát và mình sẽ xử lý cái cành này. Mọi người để khoảng tầm 10-15 phút để bắt đầu cây nó nuôi. Đấy, sau khi mà mình trồng xong mình lại dùng cái nước mà phá có cái rễ đấy để mình tiếp tục mình nuôi cây luôn. Đấy, bây giờ mọi người nhé, bây giờ thì mình sẽ trước khi mà đưa cái cây này cho vào chậu thì mình sẽ lấy cây ra này, lấy cây ra và mình sẽ bôi một chút keo liền sẹo. Tại vì cái quá trình bôi keo liền sẹo ở đáy gốc này với cây này thì mình sẽ phải thực hiện bôi keo liền sẹo ở đáy gốc. Đấy mọi người nhé, bây giờ là mình sẽ bôi keo liền sẹo ở đáy gốc này. Đấy, nhưng mà mình sẽ chỉ bôi xung quanh ở cái khu vực mà có cái biểu bì này thôi, tại vì nó sẽ liền sẹo, nó ra sẹo ở những cái biểu bì này. Còn ở giữa này thì mình sẽ để cho nó hút nước để nó nuôi thân, mình sẽ bôi ở trên này thôi. Đấy, xung quanh cái viên này. Đấy mọi người nhé, mình sẽ bôi keo liền sẹo. Đấy, mình sẽ để bôi keo liền sẹo lên những cái đầu cành, đầu giá của cái cành đấy. Mình để xa một chút như thế này để có thể là mọi người thấy rõ hơn nhé.
đấy mọi người nhé, đây này, đấy mình sẽ bôi ở trên này đấy để kích thích cái tế bào da ở dưới này nó nhanh chóng tạo mô sẹo, để nó có thể là nhanh chóng tạo rễ hơn thì mình sẽ bôi keo lên sẹo ở đây đấy, mình sẽ bôi như vậy đấy. Còn ở giữa thân này mình sẽ không bôi đấy, mình chỉ bôi ở cái da của nó ấy. Nó ra sẹo ở cái da mà đấy, sau đó là bây giờ là mình sẽ đem đi trồng. Đấy, bây giờ là mình sẽ đem đi trồng mọi người. Ở đây này. Mình sẽ cố định như cây này lại. Đây, bây giờ là mình sẽ cho cái đao ra để mình trồng. Đấy. Do cái cây này là mình sẽ dấm nguyên cây luôn, cho nên là mình sẽ phải làm xử lý
kỵ từng bước của người nhé. Cái này thì mình sẽ mất thời gian một chút, cái khá là lớn. Mình sẽ phải thêm để cái cây này nó đầy đất mọi người nhé. Đấy, nó phải đầy đất vào. Đấy. Đấy, gần ổn rồi mọi người nhé, một chút nữa là đẹp.
Bây giờ thì việc cuối cùng của chúng ta làm đó là di chuyển cái cây này vào cái vị trí cố định. Đấy. Thoáng gió này. À, không phải là thoáng gió mà nơi có mạch tre nhưng mà gió nó ít bị tác động nhất, tức là bớt gió và một thứ hai là bớt ánh nắng ở trong cái giai đoạn đầu này. Đấy, mình sẽ để vào khu vực gần cái cây đào mà mình đã dâm cách đây mấy hôm. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào trong này. Đây, mình sẽ tắt cái này. Sau đó nó sẽ di chuyển cây vào này. Đấy. Mình sẽ di chuyển cây vào sát cái cây mà mình đã ươm lần trước, để bên cạnh cái cây này. Đấy, mình sẽ để ở đây. Sau đó là mình sẽ dùng cái nước cái rễ này này. Đấy, mình sẽ dùng nước kích rễ đã dùng và mình tưới vào cái cây này. Và công việc của mình bây giờ là sẽ để ở trong này, cũng giống như cái cây bên này mình đã làm mọi người nhé. Đấy, mình sẽ ươm luôn cả cái cây đào lớn vào ở trong này. Đấy, như vậy là ở bên tay phải của mọi người là cây đã ươm được 15 ngày rồi. Và cây ở bên này nhé. Cây bên này thì mình vừa mới ươm xong và mình sẽ để nguyên cành như thế này. Cái quả trình tưới thì hôm nay là mình sẽ dùng cái nước kích rễ pha với nước mình tưới. Sau đó là lát nữa mình sẽ dùng cái vải. Đấy, cái vải. Sau đó mình sẽ che ở đây này để nó giữ ẩm. Sau mình tưới qua một lượt là trong cái vải đấy, những cái vải mà mình không dùng nữa, đấy, quần áo rách cái gì mình để đây, mình tưới qua để nó giữ ẩm thì nó có thể là 3-4 hôm mình mới phải tưới nước lại, nhắc lại một lần nhé. Đấy, như vậy là hôm nay mình đã hoàn thành xong một cái đào mà dâm cành nguyên cái cành lớn luôn. Đấy, thì mọi người và bà con cần tìm hiểu về cái kỹ thuật dâm cành đào này thì có thể inbox cho mình theo số Zalo điện thoại 0377 nhé 841 339 hoặc số 0702 567 999 nhé. Đấy, đấy là hiện tại những cành đào này thì nó đã bung lá thế này, nhưng mà mình hy vọng sắp tới nó sẽ, nếu mà 1-2 hôm nữa mà những cái lá này nó bắt đầu nó xòe ra, xòe bằng mặt lá ra thì tức là nó đã ít nhiều nó sẽ hấp thu được dinh dưỡng. Nhưng mà quan trọng nhất là mình cũng đã đánh dấu vào một cái cành mà mình cắt ở bên này. Đấy, cành kia. Khi mà nó tạo mố sẹo thì tức là cái dinh dưỡng của cái cây này nó đang hấp thu tốt. Mặc dù lúc nãy mình cắt cái đoạn đó thì nó cũng còn khoảng tầm 67%, 70% là cái giá của nó đang vận dụng được. Còn đây là cái cây mà đã được 15 ngày rồi mọi người nhé. Đây, cây này là cây bên này là cây của nhà mình nhé, chơi Tết xong thì mình cắt. Đấy, mình để nó cao khoảng tầm 1 mét. Còn cây này là của hàng xóm, đấy, của một cái anh bạn chơi rất thân. Đấy, anh ấy bảo là mua 1,7 triệu cái cây này, là cái con rể của nhà anh ấy tặng anh ấy. Nhưng mà mình thì thấy tiếc quá cho nên là mình quyết định mình để nguyên cả cái tán cây này. Đấy, clip của mình hôm nay kết thúc đây mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.